Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay thứ hai sau Chủ nhật thứ bảy thường niên năm A, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Mát-cô chương 9 từ câu 14 đến câu 29. Khi Đức Giê-xu và ba môn đệ là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giê-xu lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào người. Người hỏi các môn đệ, anh em tranh luận gì với họ thế? Một người trong đám đông trả lời, thưa thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng thầy. Cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào vật cháu xuống, cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi. Người đáp, ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin. Tôi phải ở cùng các người đến bao giờ nữa? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi. Người ta đem nó lại cho người. Vừa thấy người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó, cháu bị như thế từ bao lâu rồi? Ông ấy đáp, thưa từ thuở bé, nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy nó xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Đức Giê-xu nói với ông ta, sao lại nói, nếu thầy có thể, mọi sự đều có thể đối với người tin. Lập tức cha đứa bé kêu lên, tôi tin, nhưng xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-xu quát mắng tên quỷ, thần câm điếc kia, ta truyền cho ngươi ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa. Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến nhiều người nói nó chết rồi. Nhưng Đức Giê-xu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy và nói đứng lên. Khi người vào nhà, các môn đệ hỏi riêng người, tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người đáp, giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Đó là lời Chúa. Câu chuyện mà chúng ta vừa nghe trong một bối cảnh là có một đám đông đang bàn tán với nhau về một em bé bị thần câm điếc quấy phá. Và Chúa Giê-xu đã hỏi chuyện gì như thế? Thì người ta đã kể lại quá khứ của em bé. Có một quá khứ mà người cha bảo rằng ma quỷ cứ muốn xô nó vào lửa, xô nó vào nước để cho nó chết. Rồi mỗi lần mà nó nhập thì làm cho đứa bé vật xuống, sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ ra. Đấy là cái tiền sử quá khứ và hiện tại của đứa bé. Khi suy niệm đến đó, chúng ta mỗi người nhắc lại xem mình có những triệu chứng đó không. Có lần nào đó mà mình xuống, ma quỷ nó muốn xô mình vào lửa cho chết cháy, muốn xô vào nước cho chết chìm. Trong cái biển đời đầy những cái sự gian khó này, nhiều phen lắm lúc tôi cũng như quý ông bà, anh chị em, có những lúc ngục lặng mà không ngoi đầu lên được, chết chìm trong cái bể biển đời này vẫn có đấy. Rồi khi mà đang sống như thế này, tự nhiên có một lúc nào đó quỵ ngã, chán chường, không muốn sống, làm cho cứng đơ, mà người ta bảo rằng không có cái căn bệnh hôm nay gọi là trầm cảm, không muốn giao tiếp nữa. Tất cả những điều đó hãy đem đến Chúa Giê-xu để trình bày với Ngài, để chính Ngài mới được chữa lành. Nhưng mà có một cái loại quỷ mà hôm nay Chúa nói với các tông đồ cũng trừ không được. Chỉ có lời cầu nguyện, chỉ có lời cầu nguyện để chúng ta có thể trừ quỷ nhỏ, trừ quỷ to, trừ quỷ mẹ.
Vậy thì cầu nguyện như thế nào đây? Chúng ta, những người đã nhận phép rửa tội khi mà linh mục sức dầu thánh thì được cái năng lực trừ những cái tà thần. Và thì để chiến đấu, chiến thắng và trừ được tà thần này, chúng ta phải làm gì? Thánh Phêrô ngài cảnh báo tất cả chúng ta một cái thế lực ma quỷ như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Cái chuyện đó là có. Để chi vậy? Để tôi cũng như quý bà anh chị em chúng ta luôn cảnh tỉnh luôn. Cảnh tỉnh luôn, cảnh thức luôn để bám vào Chúa. Anh em không biết sao chúng ta không phải chiến đấu với phàm nhân mà là với thần thiên quái ác chốn trời cao. Sức chúng ta chịu đựng chiến đấu được không? Không bao giờ. Chính vì thế mà cái lời cầu nguyện của chúng ta khi có những cái triệu chứng như thế khẩn thiết hơn bao giờ hết, phải cậy vào quyền năng của Chúa Thánh Thần. Điều đó là Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta rồi. Thầy lên cùng Chúa Cha để xin Cha sai Chúa Thánh Thần ở với anh em. Có điều là mình quên. Vậy thì thứ nhất là phải cảnh giác, thứ hai là phải cầu nguyện. Cầu nguyện để mình liên kết với cái nhựa sống, cũng giống như cành nho với cây nho vậy. Tôi, quý ông bà, anh chị em mà không cầu nguyện thì không có liên kết được với sức sống thần linh của Chúa đâu. Cầu nguyện bằng cách đọc kinh, bằng cách đi lễ, bằng cách suy niệm, để luôn luôn ý thức mình đang ở trong cái sức sống thần linh của Chúa. Đấy là điều thứ hai chúng ta phải ý thức. Và mỗi lần khi mà mình ý thức rằng mình có Chúa ở cùng bằng lời cầu nguyện như thế, thì những cái tư tưởng tiêu cực, ma quỷ nó đến, nó làm cho mình chán sống, nói hành, nói xấu, ghen tương, đấy gọi là quỷ nhỏ đi, thì lúc bấy giờ chúng ta làm như thế này, làm dấu thánh giá thật chậm để nhắc lại cái biến cố mình được dìm trong Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần khi rửa tội đấy. Rồi sau đó tôi đã có Chúa ở cùng rồi. Nhân danh quyền năng của Chúa Giêsu phục sinh. Chúa Giêsu phục sinh có nghĩa là Chúa Giêsu đang sống đó, đang sống trong chúng ta. Ta truyền cho ngươi ra khỏi ta. Ta truyền cho những cái tư tưởng xấu, những tư tưởng tiêu cực, ganh tị, giận hờn hoặc tất cả những điều xấu xa như thế, ta truyền tất cả những cái quỷ con đấy ra khỏi con người của chúng ta. Lúc đấy ta ở trong quyền năng của Chúa. Điều đó chúng ta làm được. Có điều là ta quên. Chồng làm cho vợ, vợ làm cho chồng, cha mẹ làm cho con cái, con cái làm cho cha mẹ cũng được nữa. Chúng ta có cái quyền năng của Chúa. Kinh nghiệm của cha giám tỉnh dòng cứu thế, khi mà có những trường hợp mà quỷ nhập, ngài khuyên chúng tôi là những học trò của ngài mà đọc kinh thánh, đọc lớn tiếng, đọc kinh, kinh mừng, đọc lớn tiếng, hát thánh ca. Cho nên kinh thánh vừa rồi chúng ta vừa nghe cũng cho chúng ta, khi mà họ thấy Chúa, ma quỷ thấy Chúa là nó ngã xuống, cứng đờ, sùi bọt mép và giống như thế là bất động. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau và chúng ta bằng cách đời sống cầu nguyện liên lỉ của chúng ta kết hợp với Chúa để chúng ta có thể trừ được quỷ, nhờ đó được bình an cho ta và những người chung quanh. Amen.